Chào tất cả các bạn. Mình đang chuẩn bị vào ca tối thì lại đọc được một cái câu hỏi khó của một em hỏi mình là: cô ơi, tài sản cố định nhập về mà trong cái giai đoạn công ty em đang đầu tư nhà máy thì lúc này cái VAT của cái tài sản đấy có được hoàn thuế không? Đấy, mình nói là khó ở đây này là vì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất nha, là em phải xem cái nhà máy đấy có thuộc về dự án đầu tư không. Đấy, quy định của dự án đầu tư là thứ nhất là quy mô vốn đầu tư phải là nếu mà dưới 15 tỷ thì người ta không yêu cầu là phải đăng ký đầu tư, nhưng mà từ 15 cho đến dưới 300 triệu 300 tỷ thì phải đăng ký đầu tư. Như vậy là em xem thứ nhất là nó có thuộc về dự án đầu tư không. Thứ hai là dự án đầu tư thì nó sẽ chia ra hai trường hợp em nhé: dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Đấy, dự án đầu tư mới thì là cái quy mô về vốn đầu tư đấy. Thế còn nếu là dự án đầu tư mở rộng thì thứ nhất là đến cái thời điểm mà mình đầu tư thì công ty mình phải có cái giá trị nguyên giá tài sản cố định là phải 100 tỷ, và cái việc mà mình đầu tư lúc này này nó phải tối thiểu đạt 20% của cái nguyên giá tài sản đấy, có nghĩa là nó phải từ 20 tỷ trở lên. Đấy là về điều kiện nhé. Điều kiện em xác định xem nó là của dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng. Thì khi mà công ty mình nhập công cụ máy móc về mà nó là tài sản của cái dự án đầu tư ấy thì nó phải có cái giá trị từ 100 tỷ trở lên thì mới được hoàn. Thế còn nếu như mà công ty mình không phải là nhập khẩu máy móc về, nó không phải là của dự án đầu tư mà nó chỉ là nhập khẩu công cụ máy móc về để phục vụ cho doanh nghiệp thôi, thì người ta đưa ra cái giá trị là từ 200 tỷ trở lên thì mới được hoàn. Đấy, thì em đưa ra cái câu hỏi thì em chưa nêu rõ là cái nhà máy đấy là nó thuộc về dự án đầu tư hay nó không thuộc về dự án đầu tư. Nếu nó thuộc về dự án đầu tư thì em vào trong cái thông tư 134 ngày 12 tháng 9 năm 2014 để em đọc thêm tại cái điều 1 ấy. Thế còn nếu như mà không liên quan đến dự án đầu tư mà lúc này tài sản đấy em chỉ là mua về để phục vụ cho doanh nghiệp thôi thì em sẽ tham khảo ở cái thông tư 92 em nhé. Chúc em thành công, chúc tất cả các bạn thành công. Bye bye.